nơi đội nào đá đội nào? Nước với lại Hàn Quốc. Ô, oh, quý vị và các bạn thân mến. Tôi đã có mặt tại Brotzai German Restaurant and Bar. Đây là một cái nhà hàng thương hiệu nổi tiếng của Đức. Ôi, bên trong đây phục vụ các cái loại bia và các cái món ăn rất là ngon của Đức, như là xúc xích Đức. Đây, quý vị và các bạn có thể thấy là thực khách ở đây rất đông và tất cả đều là cổ động viên của người Đức. Rất là đông luôn, đông kín luôn. Lý do tại sao? Rất đơn giản. Đây là quán của người Đức. Chúng ta có thể thấy ha, đây là cờ Đức. Tất cả đều là... Đây, tôi sẽ phỏng vấn hai anh bạn này. Đây, trận cầu giữa Đức và Hàn Quốc. Đức thắng thì sao mà Đức thua sao? Đang không thắng thì thua. Hiện tại bây giờ tỷ số là không đều. Và nếu như Đức thua trận này thì có khả năng họ sẽ phải về nước. Có thể nói là châu Á là Hàn Quốc là đội duy nhất của châu Á vẫn còn tiếp tục chiến đấu và hy vọng. Phải nói là phong độ của Hàn Quốc năm nay rất là tốt. Đây, mọi người nhìn thấy không, trang phục cái cả trên áo cũng có nữa. Rồi, người, họ xem bóng đá cách say mê, không chỉ có Việt Nam mình đâu nha. Đông lắm, đông lắm. Bây giờ là phút thứ 16. Tôi cũng đang tò mò rằng nếu như mà chúng ta có một cái quán Hàn Quốc ở tại đây thì chắc cũng rất nhiều cổ động viên của Hàn Quốc, đúng không quý vị và các bạn? Đây, một đôi tình nhân kết hoa trên đầu, rất là dễ thương. Và họ cũng đang mặc áo thun của người Đức. Một cái pha sút phạt hỏng của tuyển thủ người Đức và tất cả mọi người đều ồ lên. Tiếc rẻ. Nếu như quý vị và các bạn đang ngồi trước màn hình lúc này thì quý vị và các bạn sẽ ủng hộ cho đội nào? Đội bóng của châu Á chúng ta, Hàn Quốc, láng giềng của chúng ta, hay là các bạn sẽ ủng hộ cho đội Đức đến từ châu Âu? Cổ sẽ tăng Đức. Thank you.
gái rất xinh đẹp, nhưng mà nhìn cái size của họ và cái tướng tá của họ tôi nghĩ họ là người Đức. Các cô gái này chắc là người Đức bởi vì cái tướng tá của họ trông rất là thô kệch. Suýt chút nữa là người Đức đã bị thủng lưới sau một cú pha đá phạt của Hàn Quốc. Ồ, tôi thấy cỡ các cổ động viên người Đức ở đây đang rất là căng thẳng. Người thì cắn móng tay, người thì vò đầu bứt tay. Ôi trời ơi, đúng là bóng đá. Mãnh lực của bóng đá là như thế. Quán nó chật kín rồi nhưng mà tôi cũng ráng bước vào bên trong để cảm nhận được cái bầu không khí rất là tưng bừng ở đây. Where are you from? Germany? Deutschland. Huh? Deutschland. Deutschland. Yeah. Oh, okay. Germany. Yeah. Good luck. Thank you. Đây mấy anh trai đẹp này đều là người Đức cả. Bây giờ tỷ số vẫn là không đều. những gương mặt đầy căng thẳng và chắc chắn họ đều là người Đức, các cổ động viên của người Đức. Ồ, anh này là fan của Mr. Henning số 8. Những hình ảnh quá dễ thương không quý vị và các bạn. Đây là khuôn viên bên trong của nhà hàng Brazzai. Họ thiết kế có những cái thùng bia trông rất là thú vị. Và tối mai chúng tôi sẽ trở lại nơi đây. Nhưng mà ngày hôm nay đúng là ngày của người Đức tại một quán bia của Đức. Rồi, quý vị và các bạn có thể thấy là sức nóng của bóng đá ở đâu cũng như thế. Và ngày hôm nay thì trong trận cầu Đức gặp Hàn Quốc thì chúng ta cũng chứng kiến cảnh tượng tương tự như vậy. Nhưng có một điều chắc chắn rằng là tôi tin chắc rằng là ở đây sẽ không có những người, những con nghiện, những con ma cá độ có ở trong đây. Và họ đến với bóng đá bằng một cái tinh thần thể thao, một tinh thần thượng võ trong bóng đá.
những gương mặt căng thẳng, những giọt mồ hôi căng thẳng và thậm chí bia hôm nay đắng hơn bao giờ hết, bởi vì tới giờ phút này tỷ số vẫn là không đều. Và ngày mai thì tôi sẽ trở lại nơi đây, Rotzai German Restaurant and Bar, một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất của Đức về bia và ẩm thực. Và ngày mai thì sẽ là một cái buổi mà tôi review nhiều hơn về ẩm thực của cái quán này các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại, bởi vì tôi buồn ngủ quá rồi.